Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đến với chương trình bản đồ tiếng Anh của You Speak English. Mình là Hiếu Ngô. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chủ đề khá là thú vị. Stop. Đừng ôm từ điển để học từ vựng nữa. Đúng rồi đó. Các bạn nghe đúng rồi đó. Hãy dừng việc chỉ dùng từ điển để học từ mới đi. Đúng rồi. Video ngày hôm nay mình sẽ giải thích cho các bạn tại sao lại như vậy. Chắc chắn là ai cũng hiểu một điều đó là học từ vựng, học từ mới thì phải có cuốn từ điển chứ đúng không nào? Mình không nói là không dùng nó nữa, mà mình nói là đừng chỉ dùng từ điển. Các bạn nhớ nhé, đừng chỉ dùng từ điển để học từ vựng, nhớ nha. Nếu mục tiêu của bạn là để nói tiếng Anh trôi chảy, vậy thì hãy dừng việc chỉ dùng từ điển để học từ vựng đi các bạn nhé. Nếu chỉ dùng từ điển để học từ vựng thôi thì bạn sẽ không bao giờ có khả năng nói lưu loát như người bản xứ cả. Các bạn hãy nhớ chuyện này. Bởi vì mình thấy rất nhiều người, thậm chí ngay cả bản thân mình luôn, từ thời sinh viên đã có những khoảng thời gian không biết phải học như thế nào, ngồi vào bàn không biết phải bắt đầu từ đâu, và bắt đầu ôm cuốn từ điển ra và bắt đầu học theo chữ thứ tự của alphabet. Và mình bắt đầu tra những từ vựng đó và học mỗi buổi như vậy là tầm 5 từ vựng chẳng hạn. Và thực sự đó là tầm một tuần sau thôi thì mình chả còn nhớ gì cả. Và rất nhiều bạn như vậy khi ngồi xuống học thì không biết phải học như thế nào. Thế là ôm cuốn từ điển học cả ngàn từ ở trong đó luôn. Và có một vấn đề xảy ra đó là khi các bạn chỉ ôm từ điển mà học từ thôi, thì khi giao tiếp nhiều người bản xứ họ sẽ không hiểu là bạn đang nói cái gì cả. Sự thật là như vậy các bạn ạ. Họ sẽ bảo đó là tụi tao không có dùng từ này, nghe chả tự nhiên thế nào cả. Rồi họ sẽ nói đó là you don't sound natural, nghe chả tự nhiên gì cả. We don't use those words. Tụi tao đâu có dùng mấy từ này đâu, nghe học thuật quá. Vậy thì bây giờ mình sẽ phân tích một vài lý do tại sao đó là người bản xứ, người ta nghe các bạn, người ta lại không hiểu các từ mà các bạn dùng. Cũng như đó là tại sao mà chúng ta cần phải dừng việc chỉ dùng từ điển để học từ vựng đi các bạn nhé. Reason number one, lý do số 1. Có rất nhiều từ vựng trong từ điển không được dùng trong văn nói hàng ngày của người bản xứ. Các bạn nhớ điều này nha. Nên là nếu bạn dùng mấy từ đó ở bên ngoài, đôi khi người ta sẽ không hiểu là bạn đang nói gì cả. Và nghe có hơi kỳ cục một tí xíu, nghe hơi máy móc. Nghe y chang như đang đọc trong sách ra vậy. Nghe nó rất là kỳ, đúng không nào? Nghe cả tiếng Việt của chúng ta cũng vậy mà. Nếu như chúng ta dùng những cái từ ở trong văn học, nghệ thuật đồ để nói ra bên ngoài, thì chắc chắn đó là có nhiều người họ nghe họ sẽ cảm thấy rất là mắc cười, đúng không? Reason number 2, lý do số 2, đó là nếu bạn chỉ dùng từ điển để học từ và dùng từ ở trong từ điển thôi, thì nghe bạn nói sẽ giống như trong sách hơn là tiếng Anh tự nhiên của họ ở bên ngoài. Người ta sẽ dùng slang word, idioms, các collocation, các từ lóng, các idioms, và thậm chí là sử dụng những câu rút gọn nữa mà rất là khó để các bạn có thể nghe được và hiểu được nếu các bạn chỉ ôm từ điển để học thôi. Nhớ nha. Reason number 3, lý do số 3 đó là khi học từ vựng ở trong từ điển, nhiều khi bạn chỉ học từ đơn lẻ mà không hiểu trong cái bối cảnh của nó thì khi nào từ đó sẽ được sử dụng. Đó là chưa tính tới cái việc đó là mỗi từ sẽ có nhiều ý nghĩa khác nhau trong những ngữ cảnh khác nhau, đúng không? Một từ vựng tiếng Anh thực ra có rất nhiều nghĩa nữa là đằng khác. Có những từ đó là nó vừa là danh từ, nó vừa là tính từ. Có những từ nó vừa là động từ, nó vừa là danh từ. Vậy thì nếu chúng ta chỉ học theo từ điển, chúng ta chỉ dịch nó một cách phiến diện từ đó thì có nghĩa như vậy, nhưng không đưa nó vào ngữ cảnh thì sẽ rất khó để các bạn có thể hiểu được trong bối cảnh đó người ta sẽ sử dụng cái gì. Có nghĩa là các bạn sẽ không biết được nên dùng trong trường hợp nào thì phù hợp và sử dụng khá là lung tung. Các bạn cũng không biết là từ đó nó sẽ tương tác với những từ khác để tạo ra các phrasal verb, có nghĩa là các cụm động từ như thế nào, có ý nghĩa ra làm sao. Nên đừng học từ vựng một cách phiến diện như vậy nữa các bạn nha. Vậy giải pháp ở đây là gì? Thay vì chỉ dùng từ điển để học từ thôi thì bạn hãy học từ vựng tiếng Anh, các cụm từ từ người bản xứ thông qua cách nói của họ. Hãy để ý tới cái cách của người bản xứ họ dùng trong thực tế đời sống của họ ấy. Vậy thì nếu các bạn không có cơ hội để gặp họ, để làm việc với họ và sinh sống với họ để thấy cách họ sử dụng thì các bạn phải dùng như thế nào? Thì các bạn có thể xem phim chẳng hạn. Bây giờ internet tất cả chúng ta đều có thể truy cập được. Lên YouTube, lên Netflix xem một vài bộ phim thì các bạn cũng có thể thấy được các người ta sử dụng tiếng Anh trong thực tế như thế nào. Nhớ là phải nghe và xem hai người bản xứ họ nói chuyện với nhau thì mình mới có thể học được điều này nha. Chứ không phải là chỉ xem bài học tiếng Anh của hai người trong một cuộc hội thoại nào đó, trong một tài liệu nào đó để dạy tiếng Anh xong rồi bạn lại đọc nó lên và bạn nghĩ đó là cách người ta giao tiếp bên ngoài.
Thì không, no. Thực ra là có rất nhiều giáo trình người ta dạy một cách rất là phiến diện, nhưng mà nó không thực tế ở bên ngoài. Thì khi bạn học xong, bạn ra ngoài ứng dụng, người ta cũng không hiểu bạn đang nói gì cả. Nên là người ta mới có câu đó là book English is very different from real English. Có nghĩa là tiếng Anh nói rất là khác, thực tế ở bên ngoài rất khác so với tiếng Anh ở trong sách vở. Các bạn nhớ nha. Vậy các bạn có các bước sau để có thể thực hành được nè. Bước số 1 đó là hãy tìm ra một đoạn hội thoại hoặc một chủ đề nào đó mà bạn hứng thú. Có thể là trong phim, các chương trình Netflix. Netflix là một cái kênh mà mình thấy rất nhiều video hay với nhiều chủ đề khác nhau luôn đó mấy bạn. Từ ẩm thực, nghệ thuật cho đến xây dựng, cho đến đi rừng. Và ngoài phim ra thì có rất nhiều chương trình hay. Khi nghe thì bạn hãy viết nó xuống những cái từ và cụm từ mà bạn chưa biết. Nhớ nha. Vậy khởi đầu cho việc học từ mới không phải là xuất phát từ việc tìm từ ở trong từ điển. Nhắc lại nè, không phải việc học từ mới nó xuất phát từ việc đó là bạn tìm một từ mới trong từ điển, mà nó xuất phát từ chuyện đó là bạn hãy tìm một cụm từ mới và một câu mới nào đó hoặc một từ vựng mới nào đó của người bản xứ mà do hai người nói chuyện với nhau trong một ngữ cảnh nào đó của một đoạn phim, một đoạn video nào đó. Nó phải xuất phát từ hội thoại của người bản xứ. Nhớ, bước số 1 này cực kỳ quan trọng nha. Đừng có lấy nguồn nào khác ngoài cái nguồn là tiếng Anh thực tế của người bản xứ giao tiếp với nhau các bạn ơi. Bước số 2 đó là sau khi bạn nghe đoạn hội thoại xong thì bạn hãy tra từ. Bạn lên Google bạn tra từ, bạn tìm những cái từ và cụm từ, rồi sau đó bạn ghi xuống cái từ vựng đó trong từ điển. Tới bước này mình mới dùng tới cái loại từ điển rồi mình mới đặt câu cho cái từ mà mình học được. Tức là tới bước số 2 này là bắt đầu mới dùng từ điển nè. Mà một loại từ điển, một cái trang web mà các bạn có thể sử dụng đó là trang osdict.com. Trong rất nhiều video của mình đó là mình đã recommend cái trang này rồi. Nó rất là hay các bạn ơi. ozdic.com, osdict.com. Khi bạn đánh một từ mới vào thì nó sẽ recommend ra rất nhiều từ vựng và rất nhiều cái ngữ cảnh mà từ vựng này đi kèm. Với các từ khác nhau nó sẽ ra các nghĩa khác nhau. Các cái phrase, các cái cụm, các cái collocation, các cái cách kết hợp từ cũng như các idioms mà từ vựng này có thể phối thành. Thì các bạn có thể xem và xem ví dụ cũng như là cách đặt câu ở trong từ điển Osdic này luôn. Nó rất là hay đó các bạn. Và cái từ điển này mình có chia sẻ với các bạn trong cái video về 7 cái công cụ online hỗ trợ bạn khi học tiếng Anh. Hãy xem video đó ở trên cái thẻ này nhé. Sau đó bạn hãy luyện tập và dùng từ đó vào trong đoạn hội thoại. Tất cả các bước trên nó sẽ giúp cho các bạn học được một từ vựng một cách triệt để và hiệu quả. Và hãy nhớ đó là hãy dừng lại việc chỉ ôm cuốn từ điển và học từ vựng mới thôi các bạn nha. Nó sẽ không đưa các bạn đến quá trình giao tiếp thành thạo đâu. Và mình xin recommend thêm một cái nữa đó là khi đã học được từ cụm từ đó rồi hãy cố gắng sử dụng nó. You have to force yourself. Bạn phải ép buộc bản thân mình, ép bản thân mình, thúc đẩy bản thân mình làm sao để phải sử dụng được từ vựng đó trong một tình huống cụ thể nào đó. Ứng dụng được ngay sẽ làm cho bạn có cảm giác đó là mình học và mình có khả năng sử dụng được. Bởi vì quan trọng nhất trong tiếng Anh đó là học phải sử dụng được. Còn nếu học rất nhiều thứ, hàn lâm học thuật nhưng mà nói không được, nghe không được, sử dụng không được thì các bạn sẽ bị tụt mood ngay lập tức và không có động lực đối với môn này đâu. Nhớ nha. Hy vọng podcast vừa rồi mang lại nhiều hữu ích cho người nghe. Và nếu các bạn thấy thích những video và podcast của bọn mình thì hãy ấn vào nút like và subscribe kênh của bọn mình nếu lần đầu tiên các bạn thấy kênh này nhé. Để giúp cho kênh của mình cũng phát triển hơn và giúp cho mình có động lực để xây dựng thêm nhiều nội dung hữu ích đến với các bạn. Nhớ nha, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.